Và bây giờ phần cuối bản tin chiều nay là một số tin vắn đáng chú ý khác. Trung tâm đào tạo khu vực Simeo tại Việt Nam thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á đã tổ chức khóa đào tạo quốc tế về quản lý giáo dục đại học cao đẳng. Tham dự lớp học có 30 cán bộ quản lý các trường đại học cao đẳng của Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong suốt khóa học, các học viên sẽ được nghe giới thiệu về cách thiết kế và đánh giá chương trình đào tạo, hệ thống điểm, cách đánh giá giảng viên, hệ thống tín chỉ, đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong giáo dục đại học. Bên cạnh đó, khóa huấn luyện cũng hướng dẫn đến việc chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm của mỗi học viên trong quá trình làm việc, cũng như xu hướng mới trong quản lý giáo dục đại học khu vực và thế giới.